Nghe nè bạn ơi. Cái gì? Yếu trễ lắm hả? Ủa sao không? Rồi Duy gắn gìn giữ dành sức khỏe nha. Rồi biết rồi. Có chuyện gì vậy anh? Trời, thằng bạn của anh á, nó đi bắt tu ông. Nó không hay lắm, leo cây á, mà mặt quần cục nữa. Cái ông bay vô đánh chưa vô hiểm rồi đó. Dữ vậy hả anh? Mà cũng mua được đó hả anh? Đi ba. Thiếu nợ có nhiều đó à. Đòi hoài luôn. Cứ lâu một chút thôi chứ có việc ai đâu. Ủa ông ngồi đây sao không vô ăn cơm đi? Mà hồi nãy giờ ông ngồi đây ông nhảm nhảm cái gì hoài vậy? Thiếu nợ nó có đòi hoài cái gì? Có gì đâu. Thiếu mà không có lâu gì đâu mai. Mới có 2 năm mà. Tôi sợ không trả nó vậy, đòi anh hoài luôn á. Đó mình mới nhắc giờ để nhắn đòi nữa nè. Mày trả nó cho tao, có tao lại tao cạo nhà mày đó. Anh thiếu tiền á, anh phải mạnh mẽ lên, anh phải nói cho nó biết, chứ anh không có là nó lắng tới anh hiền hoài là nó lắng tới á. Anh phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên phải không em? Ừ đúng rồi, phải mạnh mẽ lên. Tao thiếu nợ mà tao không trả luôn đó. Thôi để đó, thấy không, anh nghe lời em là phải mạnh mẽ lên, là nó đâu có đòi nữa đâu, thấy không? Nãy anh chỉ nói thôi chứ anh có dám gửi người ta đâu. Dương tự lo luôn đi nha.